Thân chào các đồng nghiệp, chúng ta đang quay lại bản tin an toàn tháng 8 năm 2022 để cùng nhau nhìn lại tình hình an toàn tháng 7 năm 2022. Trong tháng 7 năm 2022, ngoài việc tiếp tục duy trì các hoạt động kiểm soát rủi ro, công ty chúng ta dành nhiều thời gian tổng kết các hoạt động trong năm tài chính 2022 và xem xét cơ hội cải thiện cho năm tài chính 2023. Về cơ bản, các nhà máy không ghi nhận bất kỳ trường hợp thương tật nào trong tháng 7. Quản lý rủi ro chủ động. Trong tháng 7 năm 2022, công ty chúng ta đã thực hiện 320 lượt kiểm tra an toàn, trong đó có 212 lượt kiểm tra các biện pháp kiểm soát rủi ro đạt 66% so với chỉ tiêu 50%. Tỷ lệ tham gia kiểm tra an toàn sau tập trung quan sát hành vi đạt 61% so với chỉ tiêu 60%. Tỷ lệ hành động phải hoàn thành đạt 96% so với chỉ tiêu là 90%. Cũng trong tháng 7, chúng ta đã ghi nhận hoàn thành 2 dự án tại nhà máy Phú Mỹ và nhà máy Lai Xác. Dự án 1 hoàn thành dự án sơn lại đường nội bộ để cải thiện an toàn giao thông trạm Fixity. Dự án 2 hoàn thành việc lắp đặt pin mặt trời tại khu vực kho hóa chất và khu vực xử lý nước thải. Đây là một phần của dự án sử dụng năng lượng tái tạo. Trong tháng 7, chúng ta ghi nhận một sự cố có nguy cơ cao tại nhà máy Phú Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Vào khoảng 10 giờ 26 phút sáng ngày 29 tháng 7, trong khi bảo vệ kiểm tra xe và tải trọng chở hàng ra khỏi công ty tại cổng bảo vệ số 2, thì phát hiện tải trọng hàng quá trên xe chở 4 mô tô vượt mức tải trọng chở hàng cho phép của xe. Tải trọng chở hàng cho phép của xe là 950kg so với tải trọng hàng quá thực tế kiểm tra trên xe 2.280kg, quá tải 1.330kg. Ngay lập tức bảo vệ gọi điện báo cho trưởng nhóm công việc và báo cho cán bộ chuyên trách bộ phận giao nhận hàng để khắc phục. Không có tổn thương về con người được ghi nhận. Bài học rút ra sau sự cố. Việc lên kế hoạch và đánh giá rủi ro GSEA và kế hoạch nâng ngay tại giai đoạn chuẩn bị là rất quan trọng. Việc thực hiện sẽ giúp cho việc nhận dạng rủi ro và đưa các biện pháp kiểm soát một cách phù hợp và chủ động ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra khi thực hiện công việc. Hoạt động nổi bật trong tháng. Sau đây chúng tôi xin điểm một số hoạt động nổi bật trong tháng 7. Tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch HSE cho năm tài chính mới. Kế hoạch năm tài khóa 2023 tập trung 4 lĩnh vực chính như sau: quản lý rủi ro và cơ hội cải thiện, xây dựng văn hóa và năng lực quản trị HSE, tập trung vào chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, giải pháp và hệ thống quản lý HSE thông minh. Về cơ bản, chúng ta sẽ thực hiện một số hành động chính điển hình như sau: tiến hành đào tạo quản trị rủi ro cho cấp quản lý trực tiếp tại nhà máy, xem xét lại tất cả các quy trình làm việc có mức độ rủi ro từ trung bình tới cao để kịp thời điều chỉnh sự sai lệch từ quy trình tới thực tế, thực hiện các hành động và chương trình để cải thiện văn hóa an toàn thông qua Lean Safety Fail Leadership và an toàn ngoài công việc. Đối với lĩnh vực môi trường, thực hiện các dự án giảm thiểu năng lượng và tài nguyên thông qua các dự án và giải pháp kỹ thuật. Về mặt giải pháp và hệ thống, thực hiện các dự án kỹ thuật số Digital City để tinh gọn giảm thiểu sự lãng phí trong quy trình làm việc và phương pháp quản lý hiện hữu. Sau đây chúng tôi trân trọng thông báo những cá nhân đạt giải ngôi sao an toàn của tháng. Giải thưởng tháng 7 năm 2022: ngôi sao an toàn của tháng nhà máy Lai Xác, anh Nguyễn Hồng Sơn, bộ phận sản xuất. Ngôi sao an toàn của tháng nhà máy Phú Mỹ, anh Nguyễn Lê Tuấn Anh, bộ phận bảo trì. Chúng ta xin gửi lời chúc mừng đến những nhân viên đã đạt giải. Phần thưởng sẽ được gửi đến các bạn trong tháng 9. Sau đây trong phần Voice of Employees, mời các bạn lắng nghe chia sẻ từ một đồng nghiệp của chúng ta với câu hỏi được đặt ra là: bạn hãy cho biết ý nghĩa của cụm từ vùng nguy hiểm như Line of Fire và cách bạn tự bảo vệ bản thân tại nơi làm việc của mình. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi có muốn chia sẻ với các bạn về cái vùng nguy hiểm, đó là Line of Fire. Việc mà mình không tuân thủ, các bạn mà không tuân thủ về cái vấn đề Line of Fire này thì sẽ xảy ra những cái tai nạn đáng tiếc, thậm chí là có thể chết người. Và vấn đề đó nó đã và từng xảy ra ở trong và ngoài công ty của chúng ta. Như vậy thì cái vùng nguy hiểm đó là gì? Thì bạn chỉ cần nhớ rằng là khi mà các bạn đặt một phần hoặc là tất cả các cơ thể của bạn vào cái vùng đường đi của vật thể mà nó có khả năng là gây đến ảnh hưởng sức khỏe của các bạn, thì đó gọi là cái vùng nguy hiểm, người ta gọi đó là Line of Fire. Thì
Chắc hẳn các bạn cũng thường nhớ đã biết rằng là gần đây ở Trung Quốc đã xảy ra một cái vụ tai nạn đáng tiếc dẫn đến chết người và do nhân viên. Cái vấn đề tai nạn này được chia sẻ trên cái SO. Anh nhân viên đó anh đã đặt mình vào trong giữa hai cuộn thép và cuộn hẹp trong lúc anh đang thao tác nâng hạ cuộn thép. Thì các cái vấn đề mà nó xảy ra cái vùng nguy hiểm đó thì thường thường là ví dụ cụ thể như chúng ta thường gặp là khi mình là thao tác tay chẳng hạn thì mình kéo cái xe nâng ở phía sau mình có những cái hàng rào hay gì đó mình không thấy thì cuối cùng nó kẹt tay rồi đó, dẫn những vấn đề nó xảy ra ở lai sắp chẳng hạn. Thì tương tự như bên ngoài dùng của công ty của chúng ta thì có những cái cụ thể như là mình đang đứng ở dưới những vật rơi không nơi làm việc lên trên cao thì mình đang đứng ở dưới thì đó là cái cơ thể mình đặt vào cái vùng nguy hiểm, và những cái là vật đang cẩu hay là những cái trường hợp mà các cái bánh răng đang di chuyển mà mình đưa tay vào mình thao tác gần cái vùng đó thì nó có thể nó rút cái tay mình vô thì đó là cái vùng nguy hiểm. Hoặc là những coi thép đang đứng trước cái tư thế của cái hướng đi của con thép nó có thể sạc xuống thì nó cũng đặt mình vô trong tư thế nguy hiểm, cái vùng nguy hiểm. Thì đấy là những cái ví dụ cụ thể mà nó có thể xảy ra ở thường ngày chúng ta. Do đó chúng ta cần luôn ghi nhớ rằng nhất là không có đặt mình vào cái tình huống nguy hiểm. Cái thứ hai là luôn nhận diện những mối nguy hiểm trước khi mà mình thực hiện công việc. Thứ ba mình thắc tu. Cái thứ tư đó là mình tuân thủ tuyệt đối các cái biện pháp phòng ngừa như là có dăng dây cờ là biển cảnh báo. Đấy là những cái biện pháp mình kiểm soát khi mà mình nhận dạng những nguy hiểm. Cảm ơn anh những chia sẻ tới các bạn đồng nghiệp. Cũng chúc anh nhiều sức khỏe và một ngày làm việc an toàn. Có nhiều hơn nữa những chia sẻ cho các bạn đồng nghiệp trong thời gian tới. Bản tin An toàn tháng 8 năm 2022 xin tạm khép lại. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin An toàn tháng 9 năm 2022. Xin trân trọng cảm ơn.